Nếu anh em có nhu cầu mua đất, hãy truy cập ngay gkt.vn, uy tín tạo niềm tin, không rẻ nhất nhưng uy tín nhất. Nếu anh em có nhu cầu mua thỏi vàng tự động, hãy truy cập ngay muathoivang.com, chỉ sau 3 giây là anh em nhận được vàng. Để nhận thưởng từ kênh của mình thì anh em làm các bước như sau. Bước 1, xem video trên 3 phút, like và đăng ký kênh. Bước 2, anh em bình luận phía dưới video với nội dung là tên nhân vật cộng một lời chúc nè. Thì cái lời chúc này anh em ghi dài dài một tí nha. Và anh em lưu ý nè, mình sẽ ra video hàng ngày vào lúc 19 giờ và mình sẽ tiến hành quay thưởng vào lúc 17 giờ ngày hôm sau, để tránh trường hợp là những anh em vào xem sau video á, anh em nó vẫn có cơ hội may mắn để nhận được. Thì mình sẽ quay thưởng may mắn để chọn ra là hai bạn may mắn nhất nha. Quà thì sẽ ngẫu nhiên tùy thuộc vào số like anh em gửi tặng mình. Ví dụ như clip đó được 10 like thì mình sẽ tặng cho hai bạn, mỗi bạn là 10 thỏi vàng. Tương tự clip đó mà được trên 500 like mình sẽ tặng đồ thần này, đích VIP hoặc là tặng cạp cho anh em nhé. Hey, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Tài Nú Gà Minh đây. Thì ở cái video ngày hôm nay Nú sẽ làm một cái thử thách anh em ạ. Thì đó chính là thử thách không làm mà đòi có ăn anh em ạ. Thì hiện tại như anh em thấy nhá, là con nít Tài Nú Gà Minh của mình là một con đệ thường anh em ạ. Con đệ trái đất thường với bộ skill là đấm Garlic nè, chiêu Kameyoko và Kaioken. Thì lúc đầu là Nú định làm một cái hành trình là khỉ đá Kaioken, nhưng mà con đệ thường nó cồi quá anh em ạ. Nên là ngày hôm nay nhá, mình sẽ làm một cái thử thách là không làm mà đòi có ăn. Đấy, hiện tại là vẫn như ngày hôm trước thôi. Nú mặc trên mình là một set quỷ diệt 7 sao full né đòn nha. Đó. Xong rồi mình sẽ bật cái thông báo boss lên nè. Thông báo boss. Thì không làm mà đòi ăn thì ăn cái gì hết anh em? Ăn trứng bư anh em ạ. Đó, Nú sẽ làm một cái hành trình thử thách, đó chính là đi KS trứng bư anh em ạ. Bây giờ mình đứng đây mình đợi thông báo boss ha. Giờ nó xuất hiện Super Broly ở chỗ nào thì mình tiến hành mình cắp xung qua bên đó. Tại sao nói là thử thách không làm đâu có ăn thì Nú sẽ không bem luôn nha anh em. Đó, mình chạy theo thôi, mình xem là thằng nào nó giết được Super Broly, mình chạy lên mình nhặt anh em ạ. Đó. Thì để làm được như thế thì chúng ta cần một cái auto nhặt này đó. Bật auto nhặt lên, nhặt tất cả nè. Sau anh em chọn cho Nú cái dịch đến item nè. Đó, ok, lên bật lên hết rồi nhá. Bây giờ mình sẽ đứng mình đợi boss thôi. Đợi tụi nó bèm chết xong mình làm lụm anh em. Đó, để xem là có lụm được cái trứng nào nha. Hiện tại là ở nhà không có cái trứng nào này nha. Đấy, như anh em thấy là trong nhà là không có cái gì hết. Bây giờ là chúng ta cùng đợi Super Broly nó xuất hiện nha. Ok. Đây, Super Broly nó xuất hiện bên rừng cỏ anh em ạ. Thì mình sẽ tiến hành qua vách núi đen này, rừng thông xây da này, rừng huyên sinh này. Đây, rừng cỏ đây. Không biết là khu mấy nha. Giờ xem nào. Không nè. Đây, Super Broly 90 triệu nè anh em ạ, 94 triệu nè. Đó, mình sẽ phụ bem bem một tí nha. Đó, nó dẫn những hộp đó nè. Các bạn cứ nổ đi, Nú sẽ nhặt. Nổ đi các bạn. Đó, không thể nhặt người khác nè. Đó, mình cứ đứng mình nhặt thôi anh em ạ. Hên thì mình lụm được. Rồi, đi rồi anh em ạ. Bây giờ mình đợi con tiếp theo thôi anh em ạ. Không nhặt được rồi. Đó, anh em mình cứ làm như vậy. Bây giờ là bờ vực đen này ha. Thành di chuyển qua bờ vực đen này, có thử thách không làm mà đâu có ăn, quá đơn giản anh em. Giờ mình dò khô ha, chắc là khu không thôi. Đó, khu không Super ở đây nè anh em ạ. Rồi luôn, ông luôn rồi anh em ạ, lỡ bóng chạy ra ngoài luôn rồi, trời đất mẹ ơi. Lỡ rồi đi qua vực Mai Ma anh em ạ. Đó, Mai Ma qua đây nè, đó, Mai Ma ở đây. Bơ nó sẽ không chứ gì. Đâu ai, mày trốn đâu ai? Con Super kia thì nó trốn nó phu 2 anh em ạ. Đó, các bạn cứu em đi. Nó sẽ chối vô cho các bạn này đó. Chối vô cái đầu nó nè. Sẽ chờ mình lụm thôi chứ mình không bem anh em ạ. Thử thách không làm mà đòi có ăn mà. Đó. Sướng luôn. Đâu à. Đâu à. Trứng nè, đó, không thể nhặt khác. Rồi, chắc work rồi anh em ạ. Bây giờ qua Đông Guru nha. Đông Nam Guru này, Nam Guru này. Cái khu này các bạn thấy ăn chưa? Đâu rồi,
Ở đây các bạn ấy vừa ăn rồi, mình qua bên Đông Nam Guru này. Rồi full khu rồi anh em à. Thôi mình tiến hành qua Nam Kame anh em à. Đó, Super Broly thì nó xuất hiện liên tục mà. Anh em cứ dò được khu vào lực thôi. Đâu rồi, khu không không có thì nó sẽ nằm ở khu 2 anh em à. Tại vì AD mới bảo trì nó còn là sáng sớm nên là thường cái boss nó sẽ xuất hiện cái khu đầu. Đấy, mình tin chắc luôn ở khu 2 anh em à. 2 giây nữa nè. Hai chắc luôn đó, anh em thấy chưa? Khu 2 nè, anh em thấy chưa? Giờ em bêm vô một tí anh em à. Chói lại cho người ta, chói lại cho người ta. Đó, không thể chặt khác rồi. Đúng. Được chưa ta? Chưa được luôn anh em à. Thôi mình đợi con boss tiếp theo nhá. Thì anh em ơi, thì con tiếp theo nó xuất hiện ở đảo Cam Mê anh em à. Chói lại cho các bạn với em nè. Đó. Làm rồi có ăn anh em. Thế nó bị chiên. Đâu đâu đâu. Đâu rồi đâu rồi. Đâu rồi. Thử nổ cái rồi. Nổ cái rồi. Đâu rồi, trứng đâu rồi? Có auto nhặt hay sao anh em mà không thấy cái trứng đâu luôn. Bây giờ tới đảo Bù Lon nè. Đó, ở đây. Nó ở đây anh em ạ. À, ra trạm tàu mua cái này mặc vô chỗ đẹp trai anh em ạ. Đó. Ôi ơi, quá đẹp trai luôn. Còn để thường chắc là quýt luôn anh em ạ. Để thường này mà chơi bời cái gì. Ôi ơi. Mình sẽ không hợp thể lại luôn. Để vậy cho đẹp trai anh em ạ. Đợi con boss tiếp theo. Đó, nó còn bảy mấy triệu nè. anh em bên server blue thì ai cũng mạnh hết đấy. Để mình sẽ sáo lên cho các bạn luôn nè. Đó. Ăn đi các bạn ơi. Ăn đi các bạn nhỏ ơi. Ba mấy triệu mà đã nổ ra. Ủa này. Nhưng cái này không có chặt của người khác. Vì bỏ lỡ rồi anh em ạ. À. Thôi tới con tiếp theo bên núi hoa tím này nhá. Đồng trụ này. Thấy anh em ơi, nó lại ở Đông Karin này anh em ạ. À. Chói lại. Đâu rồi. Chói lại nè. Đó. Ít ra mình phải chói lại cho các bạn kia bên chứ anh em. Rồi mình cắt cắt lắm. Tuyệt vời luôn. Để xem mà khi nào mình sẽ. Để xem mà khi nào mình sẽ KS được cái trứng nha. Đâu rồi. Đâu rồi. Ui, 25 triệu anh em xem nó hồi HP lên kìa. Nó kinh khủng luôn. Chúng ta. Không được rồi anh em ạ, à. Để con tiếp theo nhá. Rồi con tiếp theo nó ở đây này. Sẽ chói lại cho các bạn kim em. Quá tuyệt vời luôn, ai tuyệt vời bằng nú nữa. Nhưng mà các bạn phải cho nú nhặt nhá. Các bạn ơi, các bạn nhỏ ơi. Chúc mày. Cái chói lại là mem dễ lắm anh em ạ. Không có chói là nó hồi HP á. Kinh khủng luôn. Đây mình sẽ đứng gần gần đây anh em ạ. Đó. Hồi mem luôn đi. Mem luôn đi. Khác. Ờ không được rồi. Qua Đông Nam Karin anh em ơi. Còn tiếp theo anh em ơi. Mình vẫn chói là cho các bạn kia mem nhá. Super Broly 18 này. Xem có lụm được hay không. Chói thôi. Đứng đây mình canh canh anh em ạ. Tháo lên luôn nè. Cái các bạn nhỏ ơi. Nổ đi. Còn 70 này. Nổ đi, đó mình sẽ đứng mình canh lụm thôi anh em mà mình không làm gì hết. Không làm rồi có ăn mà đó. Ở đây, anh em có thể thấy này nhá. Mình bắt đầu làm clip vào lúc 9 giờ 12 phút này. Và hiện tại ở trong game là 1 giờ 2 phút nè anh em ạ. À. 1 giờ 2 phút sau hơn 5 tiếng đồng hồ thì mới có một cái chân đứng trong nhà của là Lũ Gà Minh anh em ạ. À. Thôi, thiệt sự nó chua. Đấy, không có cái gì mà miễn phí mà nó ngon đâu anh em ạ. À. Mình phải tự làm, mình mới có ăn được. Đó, không làm mà rồi có ăn mà mất 5 tiếng đồng hồ đấy anh em ạ. À. Thôi ơi, nhưng mà không sao. Hiện tại trong nhà của là Lũ Gà Minh đây nè. ID tờ Lũ Gà Minh ok chưa? Đã có một cái trứng bư thử thách không làm mà đòi có ăn đi lộn trứng bư thành công anh em ạ. À. Thì ok, thì bây giờ Nú xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Các bạn xem video cho Nú xin một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ Nú nha.
Thì ở video lần sau Nú sẽ cho cái trứng này nở ra nè. Nú sẽ chọn hành tinh Seiya, sau đó là Nú sẽ úp bộ skill 2, 3, 4 của nó. Thì trong lúc mà úp á, tại vì có nhiều bạn là muốn Nú chia sẻ cái cách mà Nú hay mở skill để ra được Kame nè, hoặc là ra được skill 3 né cái chiêu Kaioken đấy anh em. Thì ok, ở video lần sau là Nú sẽ tiến hành bắt đầu là hành trình úp con đệ tử Ma Bư nha. Nhưng mà để cho cái trứng Ma Bư nó nở thì bắt buộc con đệ thường của anh em phải trên 20 tỷ này. Để Nú về nhà Nú mở cái trứng cho anh em xem này. Hiện tại là con đệ của Nú nó chỉ mới 1 tỷ 8 nha. Khi mà mình bấm nở trứng nè, đó mình chọn hành tinh nè, đó nó sẽ yêu cầu là con đệ tử hiện tại của anh em nó sức mạnh nó phải trên 20 tỷ thì anh em mới có thể tiến hành nở trứng được. Vì thế là ngay bây giờ Nú sẽ ngừng clip để úp con đệ thường này lên 20 tỷ. Rồi ở video lần sau Nú sẽ tiến hành là cho nở trứng này. Rồi Nú sẽ hướng dẫn anh em cách mở skill 2 ra được Kameyuko này, mở được Thái Dương Ngã Sang cũng như là mở được Chiêu Khỉ đó. Không biết là cái mẹo của Nú đã bị Adefit chưa? Thì ở video lần sau anh em mình cùng chia sẻ cái cách mở skill nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau nhé. Bye bye. Ok, bây giờ là 5 giờ 10 phút nè. Nó sẽ tiến hành kiểm tra cái video ngày hôm qua xem được bao nhiêu like nhá. Ok, thì ở cái video ngày hôm qua các bạn gửi tặng cho Nú được 56 like này. Vậy thì hai bạn may mắn ở video ngày hôm nay sẽ nhận được 56 thỏi vàng nha. Mỗi bạn được 56 thỏi vàng. Đấy. Bây giờ Nú sẽ tiến hành copy cái đường dẫn của video này. Rồi mình vào cái công cụ mà mình random bình luận này nhá. Rồi, nó sẽ tiến hành là dán cái đường link của video vào này. Continue này. Rồi. Tương đương với có 54 bình luận nha anh em, tương đương với 56 số like anh em gửi tặng nó. Thì hai bạn may mắn mỗi bạn sẽ nhận được 56 thỏi vàng. Được chưa? Giờ nó sẽ tiến hành là tìm ra bạn đầu tiên nha. Ok. Đạo Nguyễn Văn này, Đạo Ca Kha, chúc anh buổi tối vui vẻ, mong được nhận thỏi vàng. Ok, em vui lòng chụp màn hình cái này lại này rồi gửi về bốn cá nhân giúp anh nha, để anh tiến hành là liên hệ với em để anh trao giải cho nó dễ. Rồi, đó là bạn thứ nhất. Bạn thứ hai này, bạn thứ hai là bạn Thuy Thuy nè, sau lưng 5K chúc anh phát triển và gặp nhiều thành công. Ok, em vui lòng là chụp màn hình cái này lại gửi về Facebook cá nhân giúp anh nha. Nú nhớ không nhầm thì hình như là bạn này ở video ngày hôm qua bạn này có trúng giải nè, nhưng mà ở kênh của Nú á, thì anh em đã trúng giải rồi, anh em vẫn có thể tham gia giveaway và vẫn trúng giải bình thường thôi, miễn là Nú quay ra là anh em có giải. Ok chưa? Thì Nú nhớ không nhầm hình như bạn này hôm qua đã nhận giải rồi, nhưng mà không sao, tại vì Nú chơi xanh chín mà quay ra bạn nào thì bạn đó được giải, Nú không có thua cũng như là không cắt clip. Ok chưa? Thì vừa rồi là hai bạn may mắn nó nhận được thưởng từ kênh Tờ Nú Gia Minh, đó chính là 56 thỏi vàng. Đấy, hai bạn vui lòng là chụp màn hình lại gửi về Facebook cá nhân giúp Nú nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.